Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái rất là đáng yêu này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Một cô gái với gương mặt rất là baby. Mình sẽ tô mái tóc màu vàng nha.
Đó, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow.